Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ tư tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được thầy Minh Hạnh giảng về kinh Tương Ưng Bộ và thầy Minh Lợi giảng kinh Tăng Nhất A Hàm. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học kinh Tương Ưng Bộ, thầy Minh Hạnh giảng tiếp chương Tương Ưng Thí Dụ. Trong bài kinh Con Giả Can thứ hai, Đức Phật dạy cho các tỳ kheo về đức tính tri ân. Thế Tôn nói, này các tỳ kheo, trong con giả can già ấy có nhiều biết ơn, nhiều cảm tạ hơn là một người tự xưng là Thích Tử. Về biết ơn và về cảm tạ, thầy giảng, biết ơn và tri ân là đức tính rất đáng quý mà mỗi người chúng ta cần phải nên học tập. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã từng dạy có ba hạng người khó kiếm ở trên đời nên phải biết tri ân, đó là Đức Phật, người giảng pháp và người biết ơn. Trong Vô Lượng A Tăng Kỳ Kiếp, Đức Phật vì lòng đại bi vô lượng vô biên nên Ngài đã từ bỏ tất cả và phát nguyện cần khổ tu hành để tìm ra chân lý siêu việt, giúp đưa chúng sanh bước lên bờ giải thoát. Bởi thế chúng ta phải biết ơn Phật. Hạng người thứ hai là các đệ tử của Như Lai, là những vị thanh văn A-la-hán. Họ luôn thay Phật hướng dẫn, giảng nói và truyền trao chánh pháp của Thế Tôn để mãi được lưu truyền trên thế gian. Thứ ba là bất cứ những ai có thể giúp chúng ta thoát khỏi các phiền muộn, đau khổ do các dục ở thế gian, nhờ đó mà có tính tâm nơi Tam Bảo, vượt thoát sanh tử, hướng tới hạnh phúc lâu dài cho mai sau. Chúng ta phải biết cảm ơn và tri ân những người ấy vì họ đang giúp chúng ta thực hành chánh pháp của Như Lai. Do vậy, Phật dạy các tỳ kheo cần phải học tập như sau. Chúng tôi sẽ biết ơn, cảm tạ, dù có chút ít gì làm cho chúng tôi cũng không để cho mất đi. Ba hạng người này thật hiếm có và đáng kính ở đời. Chúng ta may mắn được làm người con Phật, phải biết quý kính Tam Bảo và luôn tri ân Thầy Tổ, bởi vì họ đã thay Phật giữ gìn mạng mạch chánh pháp cho đến ngày nay. Do vậy, chúng ta phải học chánh pháp và gìn giữ giới luật để tự hoàn thiện nhân cách đạo đức bản thân và còn giúp cho hoàn cảnh và môi trường xung quanh thêm bình an. Ngoài ra, chúng ta cũng không quên tri ân tất cả chúng sinh đã trợ duyên giúp đỡ ta nhiều phương diện trong cuộc sống. Thầy khuyên, mỗi ngày hãy cố gắng nuôi dưỡng lòng biết ơn và biết báo ơn thì cuộc sống chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Cũng chính vì lòng biết ơn mà ta luôn có được hạnh phúc. Trong giờ học kinh Tăng Nhất A Hàm, thầy Minh Lợi giảng phần tiếp theo bài kinh số 5 trong phẩm Thiên Tử Mã Huyết. Thầy nói rằng chúng ta thường sống mất chánh niệm và thiếu từ tâm nên hay phiền não và lo sợ khi gặp nghịch cảnh. Chúng ta hãy học lòng từ rộng lớn như Đức Thế Tôn. Ngài là bậc đại từ, Đức Phật thương tất cả mọi loài chúng sanh đồng đều, như mặt trời luôn chiếu soi, tỏa ánh sáng cùng khắp lên muôn vật không phân biệt. Thông thường chúng ta chỉ có tâm từ với người trong thân bằng quyến thuộc với mình. Lòng từ như vậy rất nhỏ hẹp, thiếu vắng tâm từ khiến chúng ta hay sân hận trước những điều mình không vừa ý, hay với người mình không thích. Do vậy, chúng ta hãy làm phát khởi lòng từ bằng việc nhìn ra những điều tốt của người, thay vì chỉ chăm chú vào khuyết điểm của người đó. Do chúng ta không khởi được lòng từ với người khác, mà chỉ muốn người đó khởi lòng từ với mình nên luôn bực bội. Thầy giảng rằng, chúng ta phải giữ tâm như đất. Đất có thể nhận vật sạch hay ô uế mà không phản đối, không nói tốt xấu. Đất tự hóa giải làm cho mặt đất trở lại trạng thái bình thường theo thời gian, không còn mùi hôi. Đất còn là nơi sản sinh ra nhiều ngũ cốc nuôi sống cho đời. Cũng như vậy, chúng ta phải coi tâm như đất, để khi chúng ta nhận được một cái nhìn khó chịu, một ánh mắt gay gắt
hay thậm chí một lời mắng chửi, khiêu khích, ta không đáp trả lại với những điều như vậy. Chúng ta hãy thực tập tâm từ, nhận lấy mà không phản ứng. Trước những điều không như ý thì chúng ta sinh bực tức, đó là ngã khởi lên rồi. Chúng ta tu phải nỗ lực tiêu diệt bản ngã vì nó hiện diện ở mọi nơi, mọi ngõ ngách trong tâm thức mình. Khi thiếu chánh niệm là ngã khởi lên, nó chế ngự, thúc đẩy tâm phản ứng và bất thiện pháp, nhiễm ô phiền não có mặt, làm tâm ta ô uế và hành động tạo nghiệp. Thầy nói, đi khất thực là một cách tiêu diệt bản ngã. Nếu vị ấy đi với tâm chánh niệm không mắc cỡ mà có niềm vui và sự hoan hỷ, hạnh phúc. Để giải thích thêm, ngã chẳng qua chỉ là một cảm giác do ta tưởng, nó không có thật nhưng làm cho ta khổ đau. Chúng ta hãy thực tập lòng từ, nhớ cái tốt của người để tâm không bực, không phản ứng. Người tu tập phải diệt ngã và ngã sở. Người còn ngã lúc nào cũng thấy mình quan trọng nên dễ bị khổ đau. Còn ngã sở làm chúng ta bị vướng mắc. Thầy khuyên, trong mọi hoàn cảnh, nhớ là tâm ta như đất, nước, lửa, gió, dù xấu cũng nhận, tốt cũng nhận mà không phản ứng. Nhờ luôn luôn có tâm từ, nên khi bị ghét bỏ, nói xấu, ta không cảm thấy buồn khổ, mà còn cảm thấy thương người đang tạo nghiệp sẽ gặt quả khổ đau. Muốn qua sông phải dùng bè, khi qua được sông rồi phải bỏ bè, còn mang vác bè theo là người không có trí. Sông này là dòng sanh tử của chúng sinh, chiếc bè là những phương pháp tu hành đưa đến giác ngộ, là 37 phẩm trợ đạo, là tứ thánh đế, lục độ vân vân. Người đang tu rất cần những phương pháp này, chúng ta chớ buông khi chưa giác ngộ. Đức Phật có 84.000 pháp môn tu tùy mỗi đối tượng, như người nhiều tham dục phải quán bất tịnh để tiêu diệt dục vọng và ái luyến, người nhiều sân hận phải quán từ bi. Thầy giải thích rằng tất cả các pháp môn tu đều là trợ đạo, là phương tiện giúp làm hiển lộ Phật tánh trong chúng ta. Đây mới là điểm chính yếu. Phật tánh trong kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật, kinh Đại Bát Niết Bàn gọi là Pháp Thân, kinh Viên Giác gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Chúng ta cần phải chánh niệm nhận diện cho được pháp nào không chánh đạo, tức là tà đạo, thì chặn nó lại. Người tu phải để ý tâm mình đang hoạt động ra sao. Thấy tam độc, ô nhiễm khởi lên thì dùng chánh niệm đoạn liền, không cho nó phát triển. Lúc nào và ở đâu chỉ cần quan sát tâm mình, nhận thấy pháp gì đang khởi lên, thiện hay bất thiện, mà chặn đứng ngay những bất thiện. Trân trọng kính mời quý học viên tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay, thứ Tư ngày 10 tháng 11 năm 2021, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Các học viên lớp cao đẳng sẽ được Thầy Minh Hạnh giảng Kinh Tương Ưng Bộ và Thầy Đồng Phiên giảng Đại Thừa Chỉ Quán Luận. Kính mong các học viên hãy đến lớp đông đủ. Mỗi giờ học kinh là mỗi giờ tăng trưởng thiện căn phước đức, và chỉ có thiện căn phước đức mới giúp chúng ta có được cuộc sống bình an, may mắn. Ngoài ra, quý vị có thể vào trang nhà bồ đề Phật quốc.org để nghe lại chi tiết các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Bồ đề Phật quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Rất mong quý học viên thường xuyên kiểm tra email để biết chương trình học cũng như các thông báo cần thiết khác. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.